Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục gửi đến anh em một video giới thiệu anh em đến 8 sản phẩm từ những đầu tappe Omni Pre. Để cho anh em có thể tiện lựa chọn thì Tuyến sẽ quay từng con một để cho anh em theo dõi. Và Tuyến cũng báo giá luôn. Và đầu tiên Tuyến giới thiệu anh em đến một con tappe quả thương hiệu Aurex, là một thương hiệu quả Toshiba các bác nhé. Aurex nó là quả Toshiba. Đó, con này thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là gấu, có hai tay quay hai bên, mà đặc biệt là sở hữu hai cái đồng hồ vu cực kỳ to. Và máy thiết kế rất là chất, đặc trưng quả Toshiba. Đấy, dòng Aurex thì nó là quả Toshiba thì các bác biết rồi. Con này nó là một dòng cơ, gọi là răng chìa, rất là tuyệt vời luôn. Tình trạng thì nó đang bị dây quân loa nó đang bị hơi trùng, thì tí nữa thì em sẽ thay sau. Đây này, dây quân loa của nó hơi bị trùng. Đó, còn máy móc thì đẹp không một tí vết nào các bác nhé. Máy móc đẹp keng luôn, không tí vết. Nô này về thì toàn hàng đẹp thôi, toàn hàng gấu luôn các bác nhìn nhé. Motor, mô tiết của nó ấy, cực kỳ là gấu luôn và rất là chất lượng luôn. Ở đây thì nó có thiết kế một cổng vào, một cổng ra các bác nhé. Đây là một cổng vào, rách là vào, đây là cổng ra. Các bác có thể chơi điện thoại hay là cắm CD qua đây rất là tiện. Và các bác sử dụng như một con rè luôn. Đây là cái volume để các bác chỉnh to nhỏ luôn. Đấy, khi các bác điều chỉnh vào đây là tín hiệu nhạc qua đây. Đấy, đường line in đây, đường line vào đây, rất là tiện luôn để cho các bác chơi. Đó, rất là chất lượng luôn. Và với con tappe Aurex, con này có model là PC24260. Đẹp xuất sắc như này mà rất là gấu, to gấu. Em để cho các bác với giá là chỉ có 2 triệu đồng nhé. 2 triệu đồng cho các bác sở hữu một con tappe Aurex cực kỳ chất lượng này. Mặt phay nhôm, nếu nói độ đẹp thì khỏi phải bàn, các bác trưng bày thì hết ý luôn. Đấy, chơi rất là hay. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con tappe quả Pioneer. Con này có model là T-VK-D5R các bác nhá. Đây, con này thiết kế mặt vàng chanh rất đẹp, rất là sang trọng và đặc biệt cơ cái cực kỳ khỏe luôn. Auto hai cửa luôn. Auto vớt hai cửa. Đấy. Và con này có thể thu phát hai cửa liền một lúc luôn. Đặc biệt là con này lại sở hữu cho mình một bộ giải mã 24 bit các bác nhá. Để cho các bác chơi nhạc mạng xuống đây rất là tiện. Đấy, một bộ giải mã 24 bit. Đây là đường tín hiệu giải mã vào đây. Cắp quang đây. Đấy, các bác nhìn nhá. In nhá, tappe in. À, Opticap in này. Các bác giải mã đường 24 bit. Và các bác có thể sử dụng điện thoại bác cắm ở đây cũng rất là tiện. Các bác làm một bộ giải mã của con này thì nó quá là hay rồi, bởi vì con này rất là chất và công suất con này lên đến 19W luôn. Máy có thể nói là đẹp, chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp luôn, đẹp kính cong luôn các bác nhé. Nô này thì bọn em về thì toàn hàng đẹp kính cong luôn. Đấy, toàn hàng đẹp kính cong luôn, nên là các bác khỏi phải lăn tăn, khỏi phải bàn. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Con này nếu mà nói về chất lượng thì khỏi phải bàn, cơ cấy thì cực kỳ êm ái luôn. Đấy, tua cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, cơ cấy ra vào rất là ngọt ngào luôn. Đấy, ra vào cực kỳ là chất lượng. Cả hai cửa đều hoạt động hoàn hảo, không một lỗ nhỏ nhé, mà dây quân loa zin luôn. Đấy, các bác nhìn cái bộ đầu tư nó đã thế là đã mắt rồi, nên là con này thu phát cực kỳ là tốt luôn. Đấy, đấy, tua đi tua lại hay là per này là cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, các bác nhìn rất là chất lượng, không nhìn phải lăn tăn. Đấy, cơ cái này ra cực kỳ là tốt luôn. Đấy, toàn bộ cơ này. Đấy, không phải gì phần cái, máy rất là gấu. Và em cũng báo giá luôn với con tappe kiêm giải mã này. Em để cho các bác với giá chỉ có 3 triệu 500 nghìn đồng nhé. 3 triệu 500 nghìn đồng cho con Pioneer kiêm đầu giải mã luôn. Đó, đây, Zigetan này các bác nhé. Cổng Zigetan này các bác nhìn rõ luôn nhé. Ở giữa này. Đấy. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con rè. Con này có model là DAP-P600 của Diatone các bác nhé. Nó thiết kế một mặt phay nhôm trắng rất là đẹp luôn và rất là sang trọng, mà ít con rè nào mà đẹp, thiết kế đẹp như những con này. Đấy, các bác nhìn nhé, thiết kế cực kỳ là đẹp mắt luôn. Và đặc biệt con này nong nớt đầy đủ này. Đấy, con này thiết kế có cả nong nớt, nên là để cho các bác chơi là riêng rè mà có nong nớt thì cũng rất là ít. Thiết kế cực kỳ là đẹp mắt luôn và rất là sang trọng. Đó, Diatone.
Đây là các ngõ tín hiệu vào, tình trạng máy đẹp xuất sắc luôn, máy cực kỳ chất và cực kỳ gống luôn. Đó, hai thân vỉ các bác cũng nhìn nhé, núm niếc nhé, đẹp như mới tinh luôn. Đó, rất là đẹp và rất là chất luôn. Cái tay quay này nó cũng hơi bẩn nhé, cái này bẩn em chưa đau chùi, nhưng mà các bác nhìn độ núm của nó thì không có từ rông rỉ hay là rỉ sét bất kể một chỗ nào luôn. Đấy, con rề này thì nó điều chỉnh là hai loa riêng biệt các bác nhé, hai loa riêng biệt, bát chét đều riêng biệt hết, nên để cho các bác điều chỉnh rất là dễ chỉnh. Và ưu điểm con này thì nó là có hai cổng ngõ ra, hai đường out ra, out các bác có thể chơi nghiền nút hai con âm ly, out 1 và out 2 và out 1 cộng 2 để cho các bác chơi. Đấy, nâu nớt đầy đủ, hoàn hảo. Và với con rề hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá chỉ có 3 triệu đồng nha. 3 triệu đồng cho con rề Diatone P600 này, một con rề cực kỳ chất mà với giá cực kỳ là đáng yêu luôn. Đó, với giá chỉ có 3 triệu đồng con rề này, các bác sở hữu một con rề cực kỳ chất lượng luôn. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ly của Victor. Con này có model là GAS41. Con này nếu mà nói độ gấu khủng thì nó tương tự như con 8800 mắc đôi của Pioneer. Đương nhiên mà với lại là em nó lại sở hữu là 4 con sò sắt của Hitachi các bác nhé. Đấy, 4 con sò sắt đây, một trong những giò sắt quá đặc cực kỳ hay của Hitachi. Đấy, con này rất là chất, dòng sò của nó là rất là chất lượng các bác nhé. Đây là toàn bộ đèn thúc xanh đen, em đảm bảo chưa có bác chưa có một mối chấm hàn nào. Và con này cho công suất là đến 160W nhé, khỏe hơn so với lại 8800 mắc đôi các bác nhé, mà giá lại hợp lý hơn. Đấy, thiết kế đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ôm. Các bác nhìn một cái biến áp to và một đôi tụ cực kỳ khổng lồ. Đấy, một đôi tụ cực kỳ to luôn, như hai non coca. Đấy, cực kỳ cân mà đẹp, rất là đẹp luôn, đẹp và chất lượng. Đấy, con này là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, cái này là chỉ là cái bẩn này. Đấy, chỉ nâu đi là hết này. Đẹp rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Toàn bộ các bác nhìn từ núm niếc này, cực kỳ là chất lượng luôn. Và với con Victor GAS41 hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá là 3.500.000 đồng nhé. 3.500.000 đồng cho con âm ly Victor GAS41 đẹp xuất sắc như này. Có thể nói là đẹp thiếu thùng xốp luôn. Các bác nhìn từ sát xi của nó là quá mới, quá đẹp luôn. Đấy, nô hàng này em về toàn hàng mới đẹp keng luôn. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ly Pioneer 8800X. Con này thì cũng là chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp đấy các bác nhé. Nó đẹp quá đẹp luôn. Con 8800X này thì nó là bậc đàn em của 8800 mắc đôi. Con này nó là phiên bản của 8800 mắc đôi, dòng 8800X. Con này là sở hữu cho mình là một bộ công suất khỏe hơn. Đấy, một bộ công suất khỏe hơn cho 8800 mắc đôi. Và chất âm ghép so với lại 8000 mắc đôi thì con này dễ ghép hơn, cho chất lượng âm thanh khỏe khoắn hơn và hay hơn, bát chét nổi hơn. Đấy các bác nhìn nhé, từ sắt xi nó đẹp bảy màu, đẹp không tì vết luôn. Mặt mũi đẹp không vết như này. Đấy, các bác nhìn nhé, mặt mũi cực kỳ là đẹp luôn. Các bác nhìn cái bộ núng của nó đã thấy đủ, đã thấy đam mê rồi. Đẹp, coi đẹp kính cong luôn. Đấy, và các bác nhìn bộ sắt xi của nó đẹp kính cong luôn, bảy màu vàng chóe, từ đít đáy không có từ rung rỉ hay bất kể một cái chỗ nào rung rỉ luôn. Và con này cho công suất lên đến 180W các bác nhé, khỏe hơn là đàn anh 8800 mắc đôi. Và trở kháng cũng đánh từ 4 cho đến 16 ôm, đủ cho các bác đánh bất kể những dòng các thể loại loa. Và con này cũng sở hữu cho mình 4 con tụ riêng biệt và một cái biến áp nguồn cực kỳ là khổng lồ luôn. Đấy, một biến áp khổng lồ luôn. Và với con 8800X này em Tuyến vẫn để cho các bác với giá là 5 triệu đồng nhé. 5 triệu đồng cho một con 8800X đẹp xuất sắc như này. Đấy, đẹp không có điểm trừ luôn. Và chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp luôn các bác nhé, đẹp kính cong luôn. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một model cao cấp. Dòng này là dòng hạng sang rồi, nó là âm ly Nutman. Con này có model là NV105 các bác nhé. Con này là thiết kế theo kiểu dòng hybrid, tức là thiết kế giữa âm ly đèn và kết hợp đèn và bán dẫn. Đây, em nó sở hữu hai rề đèn đây. Các bác nhìn hai cái bóng rề đèn đây.
Con này cho chất lượng tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt, mà các bác chơi những dòng nhạc Boreno hay là những dòng nhạc trước năm 75 thì nó cho chất lượng âm thanh chậm rãi hơn so với lại những dòng bán dẫn thông thường. Để cho chất lượng âm thanh tốt hơn và các bác đam mê những dòng nghe những chất lượng âm thanh chậm rãi thì không thể bỏ qua những con này. Con này với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn. Kết hợp giữa đèn và bán dẫn. Và sở hữu cho mình là 4 con sò móc phép, tức là sò trường các bác nhé. 4 con sò trường Zika. Đó, 4 con sò trường Zika của hãng Toshiba. Cực kỳ là chất lượng. Đấy, cho chất lượng âm rất là khỏe khoắn, bởi vì những hàng cao cấp thì người ta thường thường người ta sử dụng đến sò trường, tức là sò móc phép. Đấy, con này cho công suất lên đến 250W các bác nhé, bởi vì sò móc phép thì bao giờ công suất nó cũng rất lớn và khỏe. 250W đủ cho các bác đánh tất cả những dòng loa khó tính trên thị trường. Trở kháng con này đánh từ 6 cho đến 16 ohm. Đấy. Con này nếu mà nói về bộ eco rè của nó thì nó là mỹ mãn rồi. Và rất là chất. Đấy, các bác nhìn nhé, một cỗ máy của Nutman cực kỳ là chất lượng luôn. Và không có gì thể phải bàn cãi, bởi vì chất lượng của nó quá hay, quá tuyệt vời. Nó hay ở chỗ là đấy, nó sử dụng một cái bộ rê đèn, tức là bây giờ kết hợp giữa bán dẫn và đèn để cho chất lượng âm thanh tốt nhất và hay. Mà những cái dòng này là bây giờ là những dòng hãng của Anh đã học hỏi theo những quả Nutman, bởi vì Nutman xưa nay đi đầu về những chất lượng âm thanh đèn, nên là khi nó chế tạo những con âm ni này ra thì nó đảm bảo cho các bác nghe những cái sử dụng cho những cái đôi loa cực kỳ khó tính. Đấy, chất lượng rất là tuyệt vời mà giá cả nó cũng hợp lý. Và với con âm ni đèn Nutman NV105 hôm nay em tuyến để cho các bác với giá là 6.500.000 đồng nhé, là các bác sở hữu một con âm ni đèn. Đấy, sở hữu một con âm ni đèn luôn, nên để rề đèn luôn, rất là chất lượng luôn. Và công suất lên đến 250W đủ cho các bác đánh những dòng loa khó tính nhé. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con âm ni đèn. Hàng này hàng kit châu Âu các bác nhé, hàng kit châu Âu. Đấy, con này thì sở hữu toàn bóng Mỹ và bóng Nga. Đấy, các bác nhìn nhé, toàn bóng Mỹ và bóng Nga đây. Con này sử dụng đến 2 bóng nắn, và đặc biệt con này khủng ở chỗ là con này sử dụng đến 4 bóng B300 nhé, 300B nhé, 4 bóng 300B. Đó, con này thiết kế thì nói là các bác thiết kế cũng quá đẹp, toàn bộ mạ vàng, rất là đẹp luôn, rất là sang trọng. Từ núm liếc cho đến mặt mũi rất mạ vàng, còn ở mặt trên này là đều là bằng inox hết nha các bác nhé. Đấy, nó thiết kế bằng toàn bằng inox. Sáng quắc soi gương, để các bác nhìn nhé, soi gương cực kỳ đẹp luôn. Và sử dụng đến 4 bóng 300B thì các bác biết là độ khủng nó như nào, toàn bộ bóng Mỹ. Đấy, 4 bóng nắn cũng đều là quả Mỹ các bác nhé. Đây này, các bác nhìn nhé, toàn bộ bóng Mỹ hết. Đấy, 4 bóng 300B thì các bác đủ hiểu con này nó khủng long đến cỡ độ nào rồi. Các bác nhìn từ cái núm liếc này, cầu loa này, không có gì phải bàn cãi. Rất là đẹp và rất là chất lượng luôn. Để mà tìm được những con này mà chơi thì cũng không phải là dễ. Đấy, sử dụng đến 4 bóng 300B thì các bác đủ hiểu nó quá khủng long rồi. Bình thường là tìm những con âm ni sử dụng 2 bóng 300B đã là khó rồi. Đấy, rất là ít, bởi vì con này được các bác Deji cho cái những bóng 300B bóng khói này thì nó lại càng mỹ mãn luôn. Đó, quá đẹp. Và con này cho công suất ra là tầm 5 đến 60W một kênh các bác nhé, đủ cho các bác đánh những đôi loa khó tính. Đấy, chơi mà đặc biệt cái ưu điểm của bóng 300B này cho chất lượng âm bass cực kỳ tốt luôn. Nghe rất là đã. Và với con âm ni đèn hàng kit châu Âu đẹp như này. Đây. Master. Đây là cổng tín hiệu vào của nó nhé. Đấy, ở đây là nó có nhiều cổng tín hiệu vào để cho các bác chơi. Rất là tiện. Thì với con âm ni đèn kit như này, đẹp xuất sắc như này, mà hàng gấu khủng long luôn các bác nhé, có thể nói là hàng gấu khủng long, em tuyến để cho các bác với giá là 19.500.000 đồng. Đó, 19.500.000 đồng cho con âm ni chạy 4 bóng 300B. Cực kỳ mỹ mãn, các bác nhìn cái độ gấu của nó, nhìn các bác nhìn trưng bày nó đã thấy là quá là hoành tráng rồi, mà quá đẹp rồi.
Và cuối cùng em Tuyến giới thiệu các bác đến một con Omni Pioneer. Con này có model là A150D các bác nhé, A150D. Con này thì nói là đẹp, có thể nói là đẹp cũng chỉ phun thiếu mỗi thùng xốp. Đấy, các bác nhìn đít đáy này. Đấy, mà sát xi này. Nó trắng phau như mới tinh luôn các bác nhé. Đấy, trắng phau như mới tinh luôn. Cái biến áp này thì nó sử dụng sơn, nó đậy đây, còn nguyên bản nó là nó màu trắng này, các bác có thể cạo ra nó sẽ tật ra màu trắng này. Đấy. Ở đây là nó phủ lớp sơn. Nó phủ một lớp dầu nhá, có dầu bảo quản. Nên là nó làm trông nó hơi sâm một tí nhưng mà thực tế nó rất là đẹp luôn. Đấy, cái này nó phủ một lớp dầu nên là các bác này không biết là các bác bảo nó han chứ không phải đâu. Đấy, cái này là nó phủ này, khi mà nó tật ra nó sẽ là màu trắng này. Đấy. Con này sử dụng 4 tụ lọc nguồn rất là to và đặc biệt đánh đến 12 sò Toshiba xanh đen các bác nhé. Con này đánh đến 12 sò cho công suất lên đến 350W. Đây. Các bác nhìn nhé, công suất lên đến 350W, trở kháng đánh từ 4 cho đến 32 ohm. Đấy, trở kháng đánh từ 4 cho đến 32 ohm, đủ cho các bác đánh bất kể những loa nào khó tính. Đặc biệt các bác có thể kết hợp với vang số hay là những vang hát karaoke thì cũng rất là tuyệt vời. Các bác chơi những dòng loa bass 30, 40 thì với con này thì nó chỉ là nhẹ tênh đối với nó. Bởi vì một model là hàng, nó cũng là hàng gấu khủng. Hàng gấu của Pioneer. Và với con A150D, hôm nay em Tuyến vẫn để cho các bác với giá là 7 triệu 500 nghìn đồng nhé. 7 triệu 500 nghìn đồng cho con Omni A150D, hàng gấu khủng luôn. Đánh tới 12 sò nhé. Đây, các bác nhìn nhé. Ở bên này thì nó sử dụng là 6 sò thì 3 con xanh và 3 con đen. Và bên này vậy, mỗi một vỉ của nó là 3 con xanh và 3 con đen. Đấy. Đủ 12 con. Đấy. Sử dụng 2 tỏa nhiệt xương cá. Và với giá chỉ có 7 triệu 500 nghìn đồng. Các bác sở hữu một con Omni cực kỳ gấu khủng luôn. Và hôm nay em Tuyến vừa giới thiệu cho các bác đến 8 sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969, Zalo của em là 0129984886. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Và 8 sản phẩm này các bác có nhu cầu mua hàng bên em thì tất cả những sản phẩm nào dưới 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500. Và những sản phẩm trên 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 10% để em gửi hàng cho các bác. Đó. Để em gửi hàng cho các bác. Và em cũng nói rõ luôn là toàn bộ giá em vừa báo là chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ cho em Tuyến để em tư vấn. Và em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến chào các bác.